ngày 5 tháng 4, đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2. Theo đó, trong quý 1, Ban dân vận đã chủ động nắm chắc tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề ở cơ sở. Do đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ban dân vận huyện ủy và các thành viên trong khối dân vận đã hướng về cơ sở, nắm tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, tuyên truyền vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, đồng thời quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và các ngày lễ lớn của tỉnh và huyện. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể, hội đã cùng thảo luận những kết quả đạt được và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu, trên cơ sở đạt được trong quý 1, các cơ quan trong khối tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý 2 như tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận, tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo đến các tổ chức cơ sở Đảng. Cùng với đó là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, từ đó thực hiện tốt công tác dân vận quý 2 đạt kết quả cao.